Xin chào mọi người. Cho đến giờ phút này thì cái việc mà quyên góp hỗ trợ cho em Trần Đăng Đức giai đoạn 1 coi như đã hoàn tất, và bây giờ tôi sẽ lên đường đến với bệnh viện Chợ Rẫy để gặp trực tiếp trao số tiền cho em Đức. Kính thưa quý vị, thì có lẽ là khi mà tôi chia sẻ bài viết lên Facebook á, thì tôi không ngờ nhận được sự ủng hộ rất đông của quý vị. Đó là một cái sự động viên rất là lớn. Và sau khi bài viết được chia sẻ thì tôi cảm thấy rất là xúc động vì mọi người ủng hộ rất là lớn. Và trong cái quá trình đi gom tiền thì tôi cũng đã cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho em Đức và những câu chuyện đầy xúc động. Và khi mà ngay sau khi bài viết mới chia sẻ thì cháu Lê Thị Quỳnh Trâm là nhân viên kế toán của trường trung học thực hành sư phạm đã hỗ trợ ngay 1 triệu đồng. Và anh Nguyễn Đình Sĩ, cựu học sinh khóa 95 trường trung học phổ thông Xuyên Mộc, anh là người quản trị và anh đang sống tại thị trấn Phước Bửu, anh cũng hỗ trợ 500 ngàn. Và em Đỗ Minh Cảnh là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh 15, anh đã hỗ trợ 1 triệu đồng và anh đã vận động thêm bạn bè hỗ trợ. Và đặc biệt là anh Hoàng Tính ở thị trấn Phước Bửu, anh là người đầu tiên phát hiện ra mã số tài khoản trên ngân hàng bị sai và tôi đã kịp thời sửa lại. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và ngoài ra thì em Hoàng Anh, Hoàng Oanh ở Quảng Trị mà không vào được gọi điện thoại để nhờ hỗ trợ em Đức. Còn cháu Huyền Trang là cô giáo cũng là MC đã hỗ trợ kịp thời. Chị Huỳnh Thị Loan Anh, tiểu thương chợ Cái Điệp đã hỗ trợ một số tiền 500 ngàn đồng. Vật liệu xây dựng Thanh Bình ở Phước Tân là 300 ngàn đồng. Kính thưa quý vị, em Nguyễn Nguyễn là một trong những người mà tôi cảm thấy là ấn tượng, bởi vì ngoài cái việc ủng hộ số tiền của em mà em đã vận động thêm những người xung quanh với số tiền là hơn 2 triệu đồng, một điều rất là cảm kích. Còn ở trường trung học cơ sở Quang Trung nơi tôi đang công tác thì có rất nhiều thầy cô đã hỗ trợ, trong đó cô Nguyễn Thị Hồng Vân, cô Nguyễn Thị Minh Hiếu, cô Lê Thị Như Thủy, cô Đinh Thị Thu Thủy, cô Hằng kế toán, cô Thảo y tế, cô Huỳnh Thị Minh Dung, cô Nguyễn Thị Hồng Yến, cô Nguyễn Thị Minh Phương. Còn ở trường cấp 3 Hòa Bình thì tôi đã nhận được sự hỗ trợ của cô Trần Thị Minh Yến và cô Thùy Trang. Còn ở trường trung học cơ sở Phước Tân thì đã nhận được sự hỗ trợ của cô Thơm, cô Nguyễn Thị Thơm. Còn anh Tú ở tiệm áo cưới Tú Trinh ở Bảo Lâm đã hỗ trợ số tiền 300 ngàn đồng. Đặc biệt là chị Ngọc là thợ may ở ấp 8 đã hỗ trợ và vận động kêu gọi mọi người. Chị liên tục theo dõi những bài viết trên Facebook và chia sẻ để mọi người cùng đồng cảm với em Trần Đăng Đức, một người cựu rất là đẹp. Và cô Xuân ở Châu Đức đã hỗ trợ số tiền 500 ngàn đồng. Rồi ở trường, đặc biệt là tôi nhận thấy rằng ở chợ Bầu Lâm, tiểu thư chợ Bầu Lâm, chị nhỏ là bán dép, chị đã hỗ trợ 1 triệu đồng. Và trong đó chị đã quyên góp vận động những tiểu thương xung quanh với số tiền là 3.175.000 đồng. Cảm thấy rất là xúc động, thực sự rất là xúc động. Và trong quá trình đi vận động thì những buổi trưa nắng nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy rất là vui vẻ khi tiếp đón. Đó là một động lực để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, còn ở trường mầm non Phước Tân thì tôi đã nhận được sự hỗ trợ của vợ chồng cô Kim Anh, cô Ngọc và cô Hiếu. Và ngoài ra là những học trò thân yêu của tôi như em Võ Văn Long, em Vũ Thị Đan Huyền. Còn ở trường trung học phổ thông Phước Bửu thì có cô Ngô Thị Yến Oanh là giáo viên môn tiếng Anh. Rồi em Nguyễn Thị Hòa là cựu học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung năm 2002. Em đã 5 lần 7 lượt chuyển vào số tiền trong tài khoản nhưng mà không được. Rốt cuộc em đã chuyển qua Thế Giới Di Động. Những học trò rất là đáng yêu như em Tâm Tích này, rồi em rất là nhiều em khác mà có lẽ là không nhớ tên hết được, xin được mạn phép nói như thế. Và đặc biệt là em phụ trách về trang phục múa Khánh Ngọc ở Bà Rịa thì đã kịp thời hỗ trợ em Trần Đăng Đức. Kính thưa tất cả quý vị, thì trong tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam mình rất là lớn, đặc biệt là những người đồng hương. Trong đó anh Hoàng Xuân Lãm là đồng hương ở Quảng Trị, là hiện đang sinh sống ở Phước Thuận đã hỗ trợ cho em. Em Hồng Sâm ở thị trấn Phước Bửu. Còn ở trường tiểu học Nguyễn Trần Quốc Toản thì có cô Nguyễn Thị Lệ và cô Phạm Thị Hoa Thắm. Còn em Nguyễn
Hồ Nguyễn Thanh Phương, em Nguyễn Thị Phượng cũng đã kịp thời chuyển số tiền đến với em Đức, trân trọng cảm ơn em. Em Lê Thanh Tịnh ở Bình Dương cũng đã kịp thời hỗ trợ một số tiền cho em Nguyễn Trần Đăng Đức. Em Kim Thu ở xã Phúc Tân, đặc biệt ở cô Trần Kim Chi ở trường trung học cơ sở Quang Trung đã quyên góp gia đình hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng. Em Tạ Thị Dung ở ấp 5 xã Hòa Bình, ngoài số tiền em ủng hộ 1 triệu đồng, em đã vận động mọi người với số tiền 1 triệu 650 ngàn đồng. Em Trần Nhã Kiều là một trong những người tích cực trong vấn đề chia sẻ. Em Hoàng Hiệp, Hoàng Thị Hiệp và em Trần Hoàng Đức Huy là cựu học sinh lớp 9 B năm học 99-2000 đã hỗ trợ một số tiền 1 triệu đồng. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trong cái vấn đề quyên góp thì chúng tôi cũng nhận được cái tình cảm của một người mà cảm thấy bây giờ tôi cảm thấy rất là cảm động, là sống cô Thảo, là nguyên là giáo viên trường trung học phổ thông Hòa Bình. Cô ấy là người giúp việc một buổi sáng, khi cô chỉ nhận được 50.000 đồng thôi, nhưng cô cũng đã kịp thời chia sẻ và cảm thấy rất là xúc động về cái vấn đề này, chứng tỏ tình cảm mà của mọi người dành cho em Trần Đăng Đức rất là lớn, đặc biệt là ca sĩ Ngọc Quỳnh là hiện tại là phó giám đốc trung tâm văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chị là một người rất có tài năng và có tấm lòng nhân ái. Chị đã hỗ trợ một số tiền riêng của bản thân và vận động thêm bạn bè được 100 đô la. Đó là một điều rất là đáng quý. Kính thưa quý vị, là trong cái vấn đề này thì chúng tôi cũng nhận thấy là có, đặc biệt là giáo sư trẻ nhất Việt Nam là giáo sư Phan Thanh Sơn Nam đã hỗ trợ 1 triệu đồng, và bạn Hà Long Vân cùng là học sinh khóa 12, lớp 12 trường trung học phổ thông Xuyên Mộc. Các bạn đã ủng hộ mình rất là lớn trong cái việc này. Và đặc biệt là em Mai Thành Tâm, em ở Mỹ, em đã động viên tinh thần của thầy rất là lớn. Số tiền em gửi về là 200 đô la. Ngoài ra em còn hỏi han, rồi em động viên và em dặn dò những cái điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe để làm cái công việc này. Thực sự thầy rất là cảm ơn em rất là nhiều. Em đã đồng hành cùng thầy trong chuyến từ thiện vừa rồi, và bây giờ em đã đồng hành với thầy nữa. Và đặc biệt trong cái quyên góp lần này thì chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của em Trần Quốc Hội với số tiền 5 triệu đồng. Và chị gái xinh đẹp Lê Thị Hồng Khang là một người giàu lòng nhân ái. Chị đã đồng hành với rất nhiều chương trình từ thiện. Chị là cựu học sinh trường trung học phổ thông Xuyên Mộc, niên khóa 1989-1992. Số tiền chị ủng hộ là 5 triệu đồng. Và đặc biệt là em Nguyễn Thị Thanh ở 4B xã Hòa Hưng. Em đã vận động và quyên góp mọi người với số tiền khá lớn, đó là 8 triệu 550 ngàn đồng. Và em Tú Thợ Mộc và bạn của em đã là số tiền 500 ngàn đồng. Em Quốc Trị, em Tạ Quốc Trị 1 triệu đồng. Em Trần Thị Hiền và bạn bè của em cũng đã hỗ trợ 900 ngàn đồng. Anh Trần Quang Lợi là cựu học sinh trường trung học phổ thông Xuyên Mộc, niên khóa 1989-1992, 300 ngàn đồng. Em Trần Hóa hiện đang ở ấp Tân An nhưng đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ 300 ngàn đồng. Và em Lan Yến là bán nước mía ở ấp 5 xã Hòa Bình, mặc dù hoàn cảnh cũng không có dư giả nhưng em đã nhiệt tình ủng hộ 500 ngàn đồng. Và cô Phượng Linh và cô thì Lê Thị Thanh Hà ở trường trung học cơ sở Bảo Lâm cũng ủng hộ một số tiền. Em Ngọc Hân trước đây là nhân viên phục vụ của trường trung học cơ sở Quang Trung đã kịp thời hỗ trợ 500 ngàn đồng. Em Hương Thanh, mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng em đã hỗ trợ 100 ngàn đồng, rất là trân trọng. Em Trường Giang, cựu học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Quang Trung, niên khóa 2000, em hiện ta đang sống tại Biên Hòa, em cũng hỗ trợ 200 ngàn đồng. Em Lê Đức Khang, bí thư sở đoàn Hòa Bình, em đã hỗ trợ 600 ngàn. Thầy Phi, trường trung học cơ sở Hòa Hiệp, 200 ngàn. Em Phạm Tùng, 200 ngàn. Cô Thảo, quán cà phê Trịnh Công Sơn, 300 ngàn. Chị Hoài Thu, hiện đang sống ở Gò Cát, 300 ngàn đồng. Gia đình cô Kim Anh, trường mầm non Phước Tân. Anh Lê Hoài Đức ở Phước Bửu, dàn nhạc Hoài Đức, 1 triệu đồng. Và đặc biệt là hai em gái rất là xinh đẹp, đó là em Mai Phương và Ái Trinh, là nhân viên của công ty cấp thoát nước Bà Rịa Vũng Tàu. Em và đã vận động bạn bè hỗ trợ được số tiền là 2 triệu 200 ngàn đồng. Em Nguyễn Thị Diệu Hồng với số tiền 200 ngàn đồng. Và còn rất nhiều những Lê Công Hậu, quán cơm gà số mỡ vòng xe An Lạc Bình Tân với số tiền là 500 ngàn đồng. Và bánh mì Lâm Phát ở Bà Tô 1 triệu đồng. Chị Phương Uyên ở Đất Đỏ 1 triệu đồng. Chị Phượng ở Bà Rịa và chị Thảo ở Vũng Tàu là 700 ngàn đồng.
chị Huệ là 200.000 đồng. Kính thưa tất cả quý vị, trong quá trình đi vận động thì chúng tôi nhiều lúc có lẽ là một số người ta giấu tên, muốn giấu tên, và một số người thì có lẽ là do sai sót của bản thân mà không có nêu tên ở đây, thì mong mọi người vui lòng bỏ qua cho. Và hiện tại số tiền đây là theo tôi thống kê thì đã dư ra một số tiền là 1.700.000 đồng, mà không biết số tiền này không biết là do ai chuyển đến, mà tôi tìm hoài cũng không ra, nhưng mà chắc chắn số tiền này sẽ đến tay gia đình em Đức. Luôn tiện đây thì xin được nhắn nhủ với em Đức rằng cuộc sống là như thế, cánh cửa này đóng lại có cánh cửa khác mở ra. Em cứ tin vào cuộc đời này có nhiều người rất là muốn chia sẻ với em. Em không được gục ngã dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu em gục ngã có nghĩa là em đã phụ lòng tin yêu của mọi người, phải không em? Mong em hãy phục hồi sức khỏe thật tốt và chấp nhận với cuộc sống hiện tại, mặc dù anh biết là rất là khó khăn, nhưng mà em cố gắng để hòa nhập với cuộc sống hiện tại. Và chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị tình hình sức khỏe của em Đức trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào mọi người, và tôi với lại mọi người đã sẽ lên đường ngay bây giờ. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Và chúng tôi xin được nhắc lại là trong danh sách này có lẽ là thiếu một vài người, mong quý vị thông cảm, bởi vì thời gian gấp quá mà nhiều việc. Tại vì ngoài việc đi dạy ra rồi còn làm nhiều, rất là nhiều việc, cho nên là đôi lúc cũng quên, không có rõ lắm, thì mong mọi người thông cảm. Xin được cảm ơn mọi người rất nhiều.